Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hồng Phong lần thứ 27 triệu tập 199 đại biểu. Qua tổng hợp báo cáo của các đoàn đại biểu, đến nay số đại biểu có mặt dự đại hội là 197 đại biểu, số đại biểu vắng mặt là 2 đại biểu. Theo quy định, đại hội đủ điều kiện được tiến hành. Kính thưa các đồng chí đại biểu khách quý, kính thưa đại hội, thực hiện kế hoạch số 134 ngày 18 tháng 9 năm 2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy Ninh Giang về tổ chức đại hội các chi đảng bộ cơ sở, tiến tới đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 25, nhiệm kỳ 2020-2025, được sự nhất trí của Ban Thường vụ Huyện ủy Ninh Giang. Hôm nay, ngày 27 tháng 5 năm 2020, Đảng bộ xã Hồng Phong long trọng tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 27, nhiệm kỳ 2020-2025. Về dự chỉ đạo đại hội, thay mặt Ban Tổ chức đại hội xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Xuân Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, phụ trách cụm 2 về dự chỉ đạo đại hội, đề nghị đại hội nhiệt liệt chào mừng. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Thị Út, Huyện ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, phụ trách xã, đề nghị chúng đại hội nhiệt liệt chào mừng. Xin trân trọng giới thiệu đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của Huyện ủy và các đồng chí trong tổ công tác số 2 chỉ đạo đại hội của Huyện ủy đã về dự chỉ đạo đại hội, đề nghị đại hội nhiệt liệt chào mừng. Đại biểu xã, xin trân trọng giới thiệu các đồng chí nguyên là lãnh đạo chủ chốt của xã qua các thời kỳ và các đồng chí sĩ quan cao cấp nghỉ hưu tại địa phương, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc, trưởng các ngành đoàn thể, bí thư các chi bộ, trưởng các thôn đã về dự đại hội, đề nghị đại hội nhiệt liệt chào mừng. Đại hội nhiệt liệt chào mừng 197 đại biểu chính thức, những đảng viên ưu tú, tiêu biểu trí tuệ cho 352 đảng viên trong toàn đảng bộ, những người quyết định sự thành công của đại hội đã về dự đông đủ, đề nghị đại hội nhiệt liệt chào mừng. Xin trân trọng giới thiệu phóng viên Đài Phát thanh huyện Ninh Giang đã về dự theo dõi đưa tin tuyên truyền về đại hội, đề nghị đại hội nhiệt liệt hoan nghênh. Kính thưa đại hội, để điều hành đại hội và ghi chép diễn biến của đại hội, sau đây đại hội tiến hành bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký đại hội, ban thẩm tra tư cách đại biểu về dự đại hội. Về bầu đoàn chủ tịch đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ khóa 26 dự kiến đoàn chủ tịch đại hội có số lượng là 5 đồng chí. Xin ý kiến đại hội, đại biểu nào nhất trí số lượng đoàn chủ tịch là 5 đồng chí cho biểu quyết. Xin các đồng chí. Đại biểu nào có ý kiến khác? Không có. Như vậy, đại hội đã nhất trí đoàn chủ tịch có số lượng là 5 đồng chí. Ban Chấp hành Đảng bộ khóa 26 dự kiến danh sách đoàn chủ tịch đại hội gồm các đồng chí có tên sau. 1. Đồng chí Nguyễn Văn Chanh, Bí thư Ban Chấp hành Đảng bộ khóa 26, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã. 2. Đồng chí Nguyễn Minh Khoa, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khóa 26. 3. Đồng chí Nguyễn Quốc Thị, Phó Bí thư Đảng ủy khóa 26, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã. 4. Đồng chí Lê Quang Chi, Đảng ủy viên khóa 26, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã. 5. Đồng chí Đặng Huy Hiến, Đảng ủy viên khóa 26, công chức văn phòng Ủy ban Nhân dân xã. Xin ý kiến đại hội, đại biểu nào nhất trí 5 đồng chí trong danh sách nêu trên tham gia đoàn chủ tịch cho biểu quyết. Xin cảm ơn công chí. Đại biểu nào có ý kiến khác? Không có. Như vậy, đại hội đã nhất trí 100% bầu 5 đồng chí có tên trên tham gia đoàn chủ tịch đại hội. Tiếp theo chương trình, đại hội chuyển sang phần bầu đoàn thư ký đại hội. Về số lượng đoàn thư ký, Ban Chấp hành Đảng bộ khóa 26 dự kiến là 2 đồng chí. Xin ý kiến đại hội, đồng chí nào nhất trí số lượng đoàn thư ký là 2 đồng chí cho biểu quyết. Vâng, xin cảm ơn các đồng chí. Đại biểu nào có ý kiến khác? Không có. Như vậy, đại hội đã nhất trí 100% đoàn thư ký đại hội là 2 đồng chí. Về nhân sự đoàn thư ký đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ khóa 26 dự kiến đoàn thư ký đại hội gồm các đồng chí sau. 1. Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Chủ tịch Hội Nông dân xã. 2. Đồng chí Lê Thị Hương Ngàn, Bí thư Chi đoàn Trường Mầm non Hồng Phong. Xin ý kiến đại hội,
đại biểu nào nhất trí hai đồng chí trong danh sách nêu trên tham gia đoàn thư ký đại hội đề nghị cho biểu quyết. Vâng, xin cảm ơn các đồng chí. Đại biểu nào có ý kiến khác? Không có. Như vậy, đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% bầu hai đồng chí có tên trên tham gia đoàn thư ký đại hội. Tiếp theo chương trình, đại hội chuyển sang phần bầu ban thẩm tra tư cách đại biểu. Về số lượng ban thẩm tra tư cách đại biểu đại hội, Ban chấp hành Đảng bộ khóa 6 dự kiến số lượng ban thẩm tra tư cách đại biểu đại hội là 5 đồng chí. Xin ý kiến đại hội, đại biểu nào đồng ý với số lượng ban thẩm tra tư cách đại biểu đại hội là 5 đồng chí đề nghị cho biểu quyết. Vâng, xin cảm ơn các đồng chí. Đại biểu nào có ý kiến khác? Không có. Như vậy, đại hội đã nhất trí 100% số lượng ban thẩm tra tư cách đại biểu đại hội là 5 đồng chí. Về nhân sự, Ban chấp hành Đảng bộ khóa 6 dự kiến giới thiệu ban thẩm tra tư cách đại biểu đại hội gồm các đồng chí sau. Một, đồng chí Nguyễn Tiến Khắc, Đảng ủy viên khóa 6, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, trưởng ban. Hai, đồng chí Nguyễn Văn Tám, Phó Chủ tịch Hội nông dân, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, thư ký. Ba, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư chi bộ 1, Ủy viên. Bốn, đồng chí Nguyễn Văn Điển, Bí thư chi bộ 2, Ủy viên. Năm, đồng chí Bùi Đình Thái, Bí thư chi bộ 7, Ủy viên. Xin ý kiến đại hội, đại biểu nào nhất trí các đồng chí trong danh sách nêu trên tham gia ban thẩm tra tư cách đại biểu đại hội đề nghị cho biểu quyết. Vâng, xin cảm ơn các đồng chí. Đại biểu nào có ý kiến khác? Không có. Như vậy, đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí bầu 5 đồng chí có tên trên tham gia ban thẩm tra tư cách đại biểu. Sau đây, xin trân trọng kính mời đoàn chủ tịch, đoàn thư ký lên vị trí làm việc và xin mời ban thẩm tra tư cách đại biểu gặp đoàn chủ tịch để nhận tài liệu và hồ sơ đại biểu dự đại hội. Xin kính mời. Kính thưa đoàn chủ tịch đại hội, kính thưa các đồng chí đại biểu khách quý, kính thưa đại hội, tiếp theo chương trình đại hội được sự phân công của đoàn chủ tịch, tôi xin trình bày dự thảo nội dung chương trình làm việc, quy chế và nội quy của đại hội. Một lớn về nội dung chương trình của đại hội, thời gian đại hội là 1,5 ngày từ 13:30 ngày 27 tháng 5 năm 2020 đến 16:30 ngày 28 tháng 5 năm 2020. Kính thưa đại hội, vừa qua đoàn chủ tịch đã trình bày dự thảo quy chế làm việc và nội quy của đại hội. Xin ý kiến đại hội, đại biểu nào nhất trí cho biểu quyết. Xin cảm ơn các đồng chí. Đại biểu nào có ý kiến khác? Không có. Như vậy, đại hội đã nhất trí thông qua quy chế và nội quy của đại hội. Xin cảm ơn đại hội. Kính thưa đoàn chủ tịch, kính thưa các đồng chí đại biểu khách quý, kính thưa đại hội, tôi thay mặt đoàn chủ tịch xin trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo các văn kiện trình đại hội 13 của Đảng. Căn cứ thông báo số 159 ngày 15 tháng 1 năm 2020 của Bộ Chính trị về việc thảo luận các văn kiện đại hội 13 của Đảng tại đại hội đảng bộ các cấp, lấy ý kiến và tổng hợp các ý kiến đóng góp vào các văn kiện đại hội 13 của Đảng, hướng dẫn số 60 ngày 17 tháng 1 năm 2020 của Văn phòng Trung ương Đảng, hướng dẫn tổng hợp các ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình đại hội 13 của Đảng. Đảng ủy đã chỉ đạo các chi bộ trong Đảng bộ tổ chức hội nghị lấy ý kiến tham gia dự thảo các văn kiện trình đại hội 13 của Đảng. Kính thưa đại hội, tiếp theo chương trình, tôi trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận của các đơn vị tham gia vào dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Ninh Giang khóa 24 trình đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ninh Giang khóa 25. Thực hiện kế hoạch số 134 ngày 18 tháng 9 năm 2019 của Ban Thường vụ huyện ủy Ninh Giang về tổ chức đại hội các chi đảng bộ cơ sở tiến tới đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 25 nhiệm kỳ 2020-2025. Đảng ủy xã Hồng Phong đã chỉ đạo các chi bộ, Mặt trận Tổ quốc xã và các đoàn thể chính trị xã hội tổ chức lấy ý kiến tham gia vào dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ huyện trình đại hội đại biểu
Đảng bộ huyện Ninh Giang lần thứ 25, nhiệm kỳ 2020-2025, trình đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ninh Giang khóa 25 xin ý kiến đại hội. Đại biểu nào nhất trí báo cáo trên xin cho biểu quyết. Vâng, xin cảm ơn toàn thể các đồng chí. Đại biểu nào có ý kiến khác không? Không, xin cảm ơn đại hội. Kính thưa đại hội, như vậy đại hội đã nhất trí 100% các ý kiến tham gia dự thảo các văn kiện trình đại hội 13 của Đảng và báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Ninh Giang khóa 4 trình đại hội đại biểu Đảng bộ Ninh Giang lần thứ 25. Xin trân trọng cảm ơn đại hội. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Văn Chanh thay mặt đoàn chủ tịch nên rút kinh nghiệm ngày làm việc thứ nhất và thống nhất một số nội dung ngày làm việc thứ hai. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa đoàn chủ tịch đại hội, kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa đại hội, theo chương trình làm việc buổi chiều ngày thứ nhất thì đến giờ phút này đại hội của chúng ta đã cơ bản hoàn thành nội dung chương trình làm việc của buổi chiều. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa đại hội, sau 1/2 ngày làm việc trong điều kiện thời tiết thì còn nắng nóng, nhưng với tinh thần trách nhiệm và nghiêm túc, đại hội đã hoàn thành nội dung chương trình làm việc ngày thứ nhất. Thay mặt cho đoàn chủ tịch đại hội, chúng tôi xin thống nhất một số nội dung chương trình để chuẩn bị cho ngày làm việc thứ hai của đại hội. Trước hết là trong ngày làm việc thứ nhất thì đến giờ phút này chúng tôi nhận thấy là các đại biểu tham dự đại hội đã thực hiện tốt nội quy, quy chế và bảo đảm đúng thời gian theo quy định, theo chương trình làm việc của đại hội. Và thay mặt cho đoàn chủ tịch đại hội, chúng tôi cũng xin được trân trọng kính mời các đồng chí trong ban chấp hành đảng bộ xã, đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, bộ phận lễ tân. Đấy, các đồng chí sẽ ở lại và trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Xuân Nam, ủy viên ban thường vụ huyện ủy, trưởng ban dân vận, trưởng đoàn công tác số 2 của huyện cùng các vị đại biểu sẽ ở lại tham gia đóng góp ý kiến chuẩn bị nội dung chương trình làm việc cho ngày hôm sau. Ninh Giang này đã nghe rộn vang câu hát quê mình điệu chèo xôn xao. Đất Cung Bộ thức dậy nghề truyền thống, bát ngát cánh đồng hứa hẹn khóc làng chuông. Ninh Giang ơi còn in trận bác với niềm tin quyết thắng cả trời. Về Ninh Giang nay đã nghe quê mình hát cùng non nước, vững niềm tin và say mơ ước theo truyền thống người họ khúc vẻ vang. Ninh Giang thân yêu miền quê hứa hẹn những tên người tên đất sang quê ta, Ninh Giang quê mình đất lại hoa bài ca. Nay đã nghe rộn vang câu hát quê mình điệu chèo xôn xao. Đất Cúc Bộ thức dậy nghề truyền thống, bát ngát cánh đồng hứa hẹn thóc làng chuông. Ninh Giang ơi còn in trận bác với niềm tin quyết thắng cả trời. Về Ninh Giang
mình hát cùng non nước, vững niềm tin và say mơ ước theo truyền thống người họ cũng vẻ vang. Ninh Giang thân yêu miền quê hứa hẹn những tên người tên đất sang quê ta. Ninh Giang quê mình đất tài hoa bài ca. Ninh Giang quê mình đất lại hoa bài ca. Trong muôn ánh sao vàng rừng ở tung mây rộn ràng và mê say những bước chân dồn về đây Sài Gòn ơi vững tin đã bao năm rồi một ngày vui giải phóng ta nghe như vang tiếng Bác Hồ dậy từ non sông rào rừng sau hôm nay Bác vui với hội toàn dân thành đồng ơi sắt son đã vang khai hoàn. Ôi hạnh phúc vô biên hát nữa đi em những lời yêu thương. Hồi toàn thắng nao nước đất nước ta muốn bay lên say ngắm xuống núi yên thẳng ta muốn gieo vang hát ca muôn đời Việt Nam tổ quốc anh hùng. Ôi quê hương dấu bao lần đã phá điều tàn mà vẫn ngoan cường dành một ngày toàn thắng đẹp quá đời rừng sáng những ánh mắt lấp lánh ta muốn ôm hôn môi thơ hợp đất quê hương ta muốn cao vang bước chân những người chiến sĩ giải phóng kiên cường tìm hoa đăng những môi cười là bó hoa đời để thắng tuyệt vời đẹp đẹp tin mãi mãi tổ quốc muôn đời trọn vẹn cả non sông thống nhất rạng rỡ Việt Nam. Các đồng chí đang thưởng thức bài hát Đất nước chọn niềm vui của nhạc sĩ Hoàng Hà do Top Ba Nam trình bày. Ta đi trong muôn ánh sao vàng rừng cả tung bay rộn ràng và mê say những bước chân dồn về đây Sài Gòn ơi vững tin đã bao năm rồi một ngày vui giải phóng ta nghe như vang tiếng Bác Hồ dậy từ non sông rào rừng sao hôm nay Bác vui với hội toàn dân thành đồng ơi sắt son đã vang cài hoàn. Ôi hạnh phúc vô biên hát nữa đi em những lời yêu thương. Hồi toàn thắng nao nước đất nước ta muốn bay lên say ngắm xuống núi hiên ngang ta muốn gieo vang hát ca muôn đời Việt Nam tổ quốc anh hùng. Ôi quê hương dấu bao lần giờ phá điều tàn mà vẫn ngoan cường dành một ngày toàn thắng đẹp quá đời rừng sáng những ánh mắt lấp lánh ta muốn ôm hôn môi ta hương đất quê hương ta muốn cao vang bước chân những người chiến sĩ giải phóng kiên cường đêm hoa đăng những môi cười là bó hoa đời để thắm tuyệt vời đẹp đẹp tin mãi mãi tổ quốc muôn đời trọn vẹn cả non sông thống nhất rạng rỡ. We'll be right back.
Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa toàn thể đại hội, trước khi đại hội tiến hành phiên làm việc buổi sáng ngày hôm nay, đề nghị các đại biểu ổn định trật tự, đại hội xin phép được bắt đầu làm việc. Ban tổ chức đại hội đề nghị trưởng các đoàn đại biểu báo cáo số lượng đại biểu của đơn vị mình có mặt dự đại hội. Kính thưa đại hội, qua tổng hợp báo cáo của các đoàn, đến nay tổng số đại biểu có mặt là 198 trên 199 đồng chí, đại biểu vắng mặt là 1 đồng chí, theo quy định đại hội đủ điều kiện tiến hành. Kính thưa các đồng chí đại biểu khách quý, kính thưa đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hồng Phong nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức trong thời gian 1,5 ngày, từ 13 giờ 30 phút ngày 27 tháng 5 đến 16 giờ 30 ngày 28 tháng 5 2020. Tổng số đảng viên dự đại hội là 198 trên 199 đồng chí. Thay mặt đoàn chủ tịch đại hội, tôi xin báo cáo kết quả ngày làm việc thứ nhất của đại hội. Đại hội đã bầu đoàn chủ tịch gồm 5 đồng chí, bầu đoàn thư ký gồm 2 đồng chí, bầu ban thẩm tra tư cách đại biểu gồm 5 đồng chí. Đại hội đã thông qua nội dung chương trình đại hội, quy chế và nội quy đại hội, phổ biến những nội dung chính trong quy chế bầu cử trong đảng. Thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia và dự thảo văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng, báo cáo chính trị đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ninh Giang lần thứ 25, đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua kết quả tổng hợp thảo luận các văn kiện đại hội cấp trên. Kính thưa đại hội, hôm nay ngày làm việc thứ hai của đại hội gồm những nội dung chính sau: 1. Chào cờ. 2. Khai mạc đại hội. 3. Đại biểu huyện tặng hoa chúc mừng. 4. Trình bày báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành khóa 26. 5. Thông qua báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu dự đại hội. 6. Đại hội thảo luận các báo cáo. 7. Mời đại biểu cấp trên phát biểu ý kiến, chỉ đạo đại hội. 8. Bầu Ban chấp hành Đảng bộ khóa 27. 9. Thông qua chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội. 10. Đại hội tiếp tục thảo luận. 11. Báo cáo kết quả bầu cử Ban chấp hành Đảng bộ, Ban chấp hành khóa mới ra mắt. Sau đó đại hội nghỉ trưa. Vào buổi chiều, nội dung thứ 12, bầu cử đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên, bầu đại biểu dự khuyết đại hội, dự đại hội cấp trên. 13. Thông qua dự thảo nghị quyết đại hội. 14. Biểu quyết thông qua nghị quyết đại hội, bế mạc đại hội. Trên đây là báo cáo kết quả ngày làm việc thứ nhất và nội dung chương trình ngày làm việc thứ hai của đại hội. Đoàn chủ tịch xin báo cáo đại hội. Sau đây, kính mời các vị đại biểu khách quý và toàn thể đại hội làm lễ chào cờ. Chào cờ. Chào. Đoàn quân Việt Nam đi chung lòng như
Thôi, xin kính mời đoàn chủ tịch đại hội và đoàn thư ký lên vị trí làm việc. Kính thưa các đồng chí đại biểu khách quý, kính thưa đại hội, thay mặt đoàn chủ tịch, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Văn Chanh, Bí thư Ban chấp hành Đảng bộ xã khóa 26, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã, thay mặt đoàn chủ tịch lên khai mạc đại hội. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa đoàn chủ tịch đại hội, kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa đại hội, thực hiện chỉ thị số 35 ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ Chính trị, kế hoạch số 162 ngày 23 tháng 8 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương, kế hoạch số 134 ngày 18 tháng 9 năm 2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy Ninh Giang về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu lần thứ 25 huyện đảng bộ với tinh thần nghiêm túc, tích cực, khẩn trương chuẩn bị điều kiện để tổ chức đại hội đảng bộ xã theo đúng kế hoạch, đồng thời tập trung chỉ đạo thành công đại hội chi bộ trực thuộc. Được sự đồng ý của Ban Thường vụ Huyện ủy, hôm nay đảng bộ xã Hồng Phong long trọng tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 27 nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội rất vui mừng, phấn khởi được đón các đồng chí đại biểu về dự chỉ đạo đại hội. Thay mặt đoàn chủ tịch đại hội, tôi xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Đình Chanh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã về dự chỉ đạo đại hội. Đề nghị đại hội chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Xuân Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận, Trưởng đoàn công tác của Huyện ủy phụ trách cụm 2, xin đề nghị đại hội nhiệt liệt chào mừng. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Thị Út, Huyện ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy phụ trách xã, thành viên đoàn công tác số 2 của Huyện ủy, đề nghị đại hội chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Xin trân trọng giới thiệu các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, lãnh đạo phòng Nội vụ, các đồng chí thành viên tổ công tác số 2 của Huyện ủy đã về dự chỉ đạo hướng dẫn đại hội, đề nghị đại hội chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Xin trân trọng giới thiệu các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của xã qua các thời kỳ, các đồng chí là sĩ quan cao cấp trong quân đội đã nghỉ hưu tại địa phương, các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, trưởng các ban ngành đoàn thể của xã, các đồng chí là bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ đã về dự đông đủ, đề nghị đại hội chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Đặc biệt, đại hội xin được nhiệt liệt chào mừng 198 trên 199 đại biểu chính thức, những đảng viên ưu tú tiêu biểu cho trí tuệ của 352 đảng viên trong toàn Đảng bộ, những người quyết định sự thành công của đại hội đã về dự đông đủ, đề nghị đại hội nhiệt liệt chào mừng. Xin trân trọng giới thiệu các đồng chí phóng viên Đài Phát thanh huyện Ninh Giang đã về dự theo dõi, đưa tin, tuyên truyền cho đại hội, đề nghị đại hội nhiệt liệt hoan nghênh. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa đại hội, nhiệm kỳ qua, phát huy truyền thống của quê hương Hồng Phong, được sự quan tâm chỉ đạo giúp đỡ của Huyện ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, các cơ quan, ban ngành đoàn thể của huyện, Đảng bộ và nhân dân xã Hồng Phong đã đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu và đạt được những thành tựu quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Kinh tế chuyển hướng theo hướng tích cực, nhịp độ tăng trưởng kinh tế cao, quy hoạch đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, giao thông nông thôn ngày càng hoàn thiện, từng bước đáp ứng được nhu cầu của nhân dân, lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống của nhân dân về vật chất, tinh thần được nâng cao, an ninh quốc phòng được bảo đảm, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, công tác điều hành của bộ máy chính quyền đã có hiệu quả, công tác xây dựng đảng có nhiều chuyển biến tích cực, đảng bộ xã nhiều năm đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ. Kính thưa đại hội,
Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hồng Phong lần thứ 27, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra trong thời điểm toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta ra sức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Đại hội có nhiệm vụ quan trọng, một là tổng kết 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 26, kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ khóa 26, đánh giá những thành tựu, kết quả đạt được trong 5 năm qua, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, tìm ra nguyên nhân và rút ra những bài học, kinh nghiệm, đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện nhiệm kỳ 2020-2025 và định hướng đến năm 2030. Hai là thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa 24 trình Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 25. Ba là bầu cử Ban chấp hành Đảng bộ xã khóa 27 thực sự là một tập thể có bản lĩnh vững vàng, có đủ năng lực, trình độ, uy tín, lãnh đạo và thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 27 đã đề ra. Bốn là bầu đoàn đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Hồng Phong đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ninh Giang lần thứ 25. Kính thưa đại hội, nội dung công việc của đại hội rất quan trọng. Để hoàn thành tốt nội dung chương trình đại hội đã đề ra, đoàn chủ tịch xin đề nghị mỗi đại biểu đề cao trách nhiệm, làm việc thực sự nghiêm túc với tư duy đổi mới, thể hiện tinh thần dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, trí tuệ. Đại hội đạt kết quả cao nhất, xứng đáng với sự kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn xã. Thành công của đại hội sẽ tạo tiền đề quan trọng cho quê hương Hồng Phong phát triển bền vững, hoàn thành các mục tiêu về xây dựng nông thôn mới nâng cao, phấn đấu đến năm 2030 trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu và cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại 5. Với sự quan tâm sâu sắc của các đồng chí lãnh đạo huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện cùng Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành, đoàn thể của huyện, với tinh thần và trách nhiệm của các đại biểu tham dự đại hội, tôi tin tưởng rằng đại hội của chúng ta sẽ thành công tốt đẹp. Thay mặt đoàn chủ tịch đại hội, tôi xin tuyên bố khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hồng Phong lần thứ 27, nhiệm kỳ 2020-2025. Xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể đại hội mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc đại hội thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa các đồng chí đại biểu khách quý, kính thưa đại hội, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hồng Phong lần thứ 27, nhiệm kỳ 2020-2025 rất vui mừng và phấn khởi được chào đón các đồng chí lãnh đạo, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Ninh Giang và các vị đại biểu khách quý về dự và chỉ đạo đại hội. Các đại biểu cấp trên có nắng hoa tươi thắm chúc mừng đại hội. Tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Nguyễn Đình Chanh, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ huyện trao nắng hoa chúc mừng đại hội. Xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Văn Chanh thay mặt cho đoàn chủ tịch nên nhận hoa chúc mừng. Xin trân trọng kính mời. Đề nghị đảng bộ chúng ta mời một tràng pháo tay để nhiệt liệt chúc mừng. Đoàn chủ tịch đại hội trân trọng cảm ơn những tình cảm quý báu và nắng hoa tươi thắm mà các đồng chí lãnh đạo thay mặt cho Ban chấp hành Đảng bộ huyện Ninh Giang đã dành cho đại hội. Xin kính chúc các đồng chí mạnh khỏe và hạnh phúc. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Quốc Thị thay mặt đoàn chủ tịch đại hội lên trình bày báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ xã khóa 26 trình đại hội. Xin kính mời đồng chí. Kính thưa đoàn chủ tịch đại hội, kính thưa các vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể đại hội, được sự phân công của đoàn chủ tịch đại hội, tôi xin trình bày bản báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ khóa 26 với chủ đề nâng cao năng lực sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, đoàn kết dân chủ đổi mới sáng tạo,
huy động hiệu quả mọi nguồn lực xây dựng xã Hồng Phong ngày càng giàu đẹp, văn minh. Phần thứ nhất, kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 26. Phần thứ hai là phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025 và định hướng đến 2030. A lớn là mục tiêu tổng quát, tập trung khai thác triệt để mọi nguồn lực để phát triển kinh tế nhanh và bền vững, tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng gắn với việc phát triển văn hóa xã hội, củng cố quốc phòng an ninh ổn định và nâng cao đời sống nhân dân, giải quyết tốt các vấn đề xã hội, xây dựng đảng bộ, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội trong sạch vững mạnh. B là các chỉ tiêu chủ yếu. Chỉ tiêu thứ nhất là tổng giá trị thu trên địa bàn vào năm 2025 đạt 930 tỷ đồng trở lên. 2. Diện tích gieo trồng hàng năm là 595 ha, trong đó diện tích cây lúa là 500 ha, còn lại là diện tích rau màu. 3 là diện tích trồng cây vụ đông hàng năm đạt từ 40 đến 45 ha. 4 là thu ngân sách tăng 10% trên năm so với chỉ tiêu huyện giao. 5 là thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 75 triệu đồng trên người trên năm. 6 là tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên là dưới 1% trên năm. 7 là tạo việc làm mới cho người lao động, mỗi một năm thì cũng sẽ tạo việc làm cho 100 lao động trên một năm. 8 là tỷ lệ hộ nghèo hàng năm thì chúng ta phải giảm 0,2% và không có hộ tái nghèo. 9 là tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi được tiêm chủng các loại vaccine đạt 99%. 10 là tỷ lệ học sinh chuyển cấp từ tiểu học đến trung học cơ sở là đạt 100%. Học sinh từ trung học cơ sở vào trung học phổ thông các hệ thì đạt 95% trở lên. 11 là trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, trường tiểu học và trung học cơ sở thì giữ vững trường chuẩn quốc gia mức độ 1 như hiện nay. 12. Giữ vững danh hiệu 4 làng văn hóa, tỷ lệ hộ gia đình văn hóa hàng năm đạt 85% trở lên. Đến năm 2025 thì có 100% số hộ dùng nước sạch và nước hợp vệ sinh. 13. Là tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 95% trở lên. 14. Phấn đấu đến năm 2025, xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Năm 2030 thì xã sẽ đạt nông thôn mới kiểu mẫu và được công nhận cái địa bàn của xã của ta là trở thành đô thị loại 5. Tức là hiện nay thì cái mô hình này, cái chỉ tiêu này là cái chỉ tiêu mới trong cái giai đoạn mới. Chúng ta phải phấn đấu đô thị. 10 năm đến năm 2025 có 100% cán bộ công chức xã có trình độ chuyên môn đại học, 80% có trình độ trung cấp lý luận chính trị. 16 là an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân hàng năm. 17. Hàng năm đảng bộ xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, chính quyền đạt tập thể lao động tiên tiến, 100% đạt cơ quan văn hóa, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội đạt vững mạnh cấp huyện trở lên, 100% cán bộ công chức hoàn thành nhiệm vụ, 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 100% số chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có chi bộ yếu kém, mỗi năm kết nạp từ 5 đảng viên trở lên. C là nhiệm vụ giải pháp, những giải pháp trọng tâm. Thay mặt cho đoàn chủ tịch, tôi đã trình bày xong báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ khoa 26 trước đại hội. Xin được kính chúc các đồng chí đại biểu cùng toàn thể đại hội luôn mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc và chúc cho đại hội của chúng ta được thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Nguyễn Minh Khoa thay mặt đoàn chủ tịch nên trình bày báo cáo kiểm điểm Ban chấp hành Đảng ủy khoa 26 nhiệm kỳ 2015-2020. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa đoàn chủ tịch, kính thưa các đồng chí đại biểu khách quý, kính thưa đại hội. Thay mặt đoàn chủ tịch, tôi xin trình bày báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ xã khóa 26 nhiệm kỳ 2015-2020. Ban chấp hành Đảng bộ xã được Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ 26 bầu gồm 13 đồng chí. Hội nghị lần thứ nhất, Ban chấp hành đã bầu Ban thường vụ gồm 3 đồng chí.
trong đó đồng chí bí thư phụ trách chung, một đồng chí phó bí thư thường trực phụ trách công tác xây dựng đảng, một đồng chí phó bí thư phụ trách chính quyền. Về phân công từng cấp ủy viên phụ trách địa bàn, các ngành, đoàn thể bảo đảm phù hợp. Đến nay ban chấp hành có 12 đồng chí, do trong nhiệm kỳ có một đồng chí nghỉ chế độ hưu trí theo luật bảo hiểm xã hội từ ngày 1 tháng 3 2020. Trong nhiệm kỳ, ban chấp hành đảng bộ xã và từng đồng chí cấp ủy viên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương, tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà đại hội đề ra được thể hiện trong báo cáo chính trị của ban chấp hành đảng bộ xã khóa 26 trình tại đại hội. Ban chấp hành tự đánh giá kiểm điểm có những ưu khuyết điểm sau. Một, ưu điểm một nhỏ, lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trên các lĩnh vực. 1.1, tổ chức nghiên cứu quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của trung ương, của tỉnh ủy, huyện ủy. Ban chấp hành đảng bộ xã đã tổ chức học tập quán triệt và triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ 12, các chỉ thị, nghị quyết của ban chấp hành trung ương, bộ chính trị, ban bí thư, nghị quyết đại hội đảng các cấp và chỉ thị, nghị quyết của tỉnh ủy, huyện ủy, tập trung xây dựng, chỉ đạo xây dựng các chương trình hành động, kế hoạch cụ thể hóa việc thực hiện, đảm bảo chất lượng, đánh giá đúng đắn những hạn chế, tìm ra nguyên nhân, từ đó đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện phù hợp với đặc điểm tình hình của xã. Trong nhiệm kỳ, ban chấp hành đảng bộ đã lựa chọn xây dựng 2 chương trình hành động, 14 kế hoạch, 62 nghị quyết trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng đảng, chính quyền, hoạt động của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã hội, đảm bảo nghiêm túc và khoa học, đăng ký và chỉ đạo thực hiện 3 nội dung công việc đột phá theo chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Chú trọng nội dung thực hiện quy chế làm việc của ban chấp hành đảng bộ và quy chế làm việc của các cơ quan đơn vị. Trong tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của các cấp và nghị quyết đại hội đảng bộ xã, ban chấp hành đảng bộ xã đã phân công trách nhiệm cụ thể cho từng đồng chí ủy viên ban thường vụ, ủy viên ban chấp hành đảng bộ xã phụ trách chỉ đạo tổ chức triển khai. Trên đây là báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành đảng bộ xã khóa 26 nhiệm kỳ 2015-2020. Ban chấp hành nghiêm túc kiểm điểm và báo cáo trước đại hội. Kính thưa toàn thể đại hội, thay mặt đoàn chủ tịch, vừa qua tôi đã thông qua toàn bộ báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành đảng bộ khóa 26 nhiệm kỳ 2015-2020. Xin được cảm ơn sự theo dõi của các đồng chí. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Tiến Khắc, thay mặt ban thẩm tra tư cách đại biểu của đại hội nên báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu dự đại hội đại biểu đảng bộ xã Hồng Phong lần thứ 27 nhiệm kỳ 2020-2025. Xin kính mời đồng chí. Kính thưa đoàn chủ tịch đại hội, kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa đại hội, thay mặt ban thẩm tra tư cách đại biểu, tôi xin trình bày báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu dự đại hội đại biểu đảng bộ xã Hồng Phong lần thứ 27 nhiệm kỳ 2020-2025. Căn cứ vào điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, thực hiện chỉ thị số 35 ngày 30 tháng 5 2019 về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, quy chế bầu cử trong Đảng ban hành theo quyết định 244 ngày 9 tháng 6 2014 của ban chấp hành trung đảng khóa 11, kế hoạch số 134 ngày 18 tháng 9 năm 2019 của ban thường vụ huyện ủy Ninh Giang về tiến hành đại hội các chi đảng bộ cơ sở tiến tới đại hội đại biểu đảng bộ huyện lần thứ 25 nhiệm kỳ 2020-2025. Căn cứ quyết định phân bổ đại biểu dự đại hội đại biểu đảng bộ xã Hồng Phong lần thứ 27 nhiệm kỳ 2020-2025 của ban chấp hành đảng bộ xã, qua nghiên cứu xem xét văn bản tài liệu có liên quan do 10 chi bộ gửi đến ban thẩm tra tư cách đại biểu đại hội, tổng hợp phân tích và báo cáo kết quả thẩm tra như sau. 1. Về nguyên tắc thủ tục trình tự bầu đại biểu, qua kiểm tra rà soát đại biểu được bầu ở 10 chi bộ trực thuộc đã thực hiện đúng nguyên tắc trình tự thủ tục bầu đại biểu đi dự đại hội cấp trên theo đúng quy chế bầu cử trong Đảng ban hành theo quyết định 244 ngày 9 tháng 6 2014 của ban chấp hành trung đảng khóa 11. 2. Về số lượng đại biểu, tổng số đại biểu được triệu tập dự đại hội đại biểu đảng bộ xã lần thứ 27 là 199 đồng chí, trong đó đại biểu đương nhiệm là 12 đồng chí, đại biểu do 10 chi bộ bầu là 187 đồng chí.
Qua kết quả thẩm tra tư cách đại biểu tại đại hội, ban thẩm tra tư cách nhận thấy 199 trên 199 đại biểu triệu tập đều đủ tư cách dự đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hồng Phong lần thứ 27, nhiệm kỳ 2020-2025. Đến thời điểm này, đến thời điểm hiện tại có 198 trên 199 đại biểu dự đại hội, khuyết một đại biểu. Trong quá trình diễn ra đại hội, nếu có phát sinh về tư cách đại biểu, ban thẩm tra tư cách đại biểu tiếp tục báo cáo đại hội, ban thẩm tra tư cách đại biểu trình đại hội xem xét quyết định. Kính thưa đại hội, vừa qua tôi đã trình bày báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu dự đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hồng Phong lần thứ 27, nhiệm kỳ 2020-2025. Kính chúc đoàn chủ tịch đại hội, các vị đại biểu khách quý, các vị đại biểu về dự đại hội gia đình hạnh phúc, chúc đại hội thành công tốt đẹp. Kính thưa đoàn chủ tịch, kính thưa các đồng chí đại biểu khách quý, thưa đại hội, vừa qua đại hội đã được nghe đồng chí Nguyễn Tiến Khắc thay mặt ban thẩm tra cách đại biểu trình bày báo cáo thẩm tra cách đại biểu dự đại hội. Đoàn chủ tịch xin ý kiến đại hội, đại biểu nào nhất trí với nội dung báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu dự đại hội cho biểu quyết. Xin cảm ơn các đồng chí. Đại biểu nào có ý kiến khác? Không có. Vâng. Như vậy đại hội đã nhất trí 100% với nội dung báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu dự đại hội do ban thẩm tra tư cách đại biểu tổng hợp trình đại hội. Xin cảm ơn các đồng chí. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Đặng Huy Hiến thay mặt đoàn chủ tịch đại hội nên điều hành phần tham luận. Xin kính mời đồng chí. Kính thưa các đồng chí đại biểu khách quý, kính thưa đại hội, vừa qua đại hội đã được nghe toàn văn báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành đảng bộ xã khóa 26 trình đại hội. Đoàn chủ tịch đề nghị các đại biểu nêu cao ý thức trách nhiệm với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, tích cực tham gia phát biểu thảo luận để làm rõ thêm những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, những nguyên nhân còn tồn tại hạn chế, yếu kém, đóng góp xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của đảng bộ trong nhiệm kỳ tới để lãnh đạo xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh, xây dựng quê hương Hồng Phong ngày thêm giàu đẹp, văn minh. Đoàn chủ tịch đại hội đã nhận được đăng ký tham luận của một số đại biểu. Để đảm bảo thời gian của đại hội, đoàn chủ tịch đề nghị các đại biểu khi tham luận đi thẳng vào nội dung cần trao đổi và thời lượng tham luận của mỗi đại biểu từ 7 đến 10 phút. Căn cứ vào ý kiến đăng ký tham luận tại đại hội, sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Xuân Thắng thay mặt cho đoàn đại biểu chi bộ số 1 Bồ Dương phát biểu tham luận với nội dung về công tác xây dựng đảng và công tác quản lý đất đai. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa đoàn chủ tịch, kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa đại hội, hôm nay đảng bộ xã Hồng Phong tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 27, nhiệm kỳ 2020-2025. Là một đại biểu về dự đại hội, lời đầu tiên cho phép tôi kính chúc đoàn chủ tịch, các vị đại biểu khách quý mạnh khỏe, thành đạt, gia đình hạnh phúc, chúc đại hội thành công tốt đẹp. Kính thưa đại hội, tôi xin trình bày ý kiến tham luận của mình. Qua bản báo cáo chính trị trình đại hội, tôi hoàn toàn nhất trí. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Nguyễn Xuân Thắng. Tiếp theo, xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Tiến Khắc, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã, đại biểu chi bộ số 3 thôn Động Trạch, phát biểu tham luận với nội dung Hội Cựu chiến binh tham gia xây dựng đảng, chính quyền, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa đoàn chủ tịch đại hội, kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa đại hội, được sự nhất trí của đoàn chủ tịch đại hội, tôi xin phát biểu về Hội Cựu chiến binh tham gia công tác bảo vệ đảng, xây dựng chính quyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Trước khi phát biểu, cho phép tôi được thay mặt 570 cán bộ hội viên cựu chiến binh trong xã kính chúc các vị đại biểu khách quý, các vị đại biểu về dự đại hội mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt, chúc đại hội thành công tốt đẹp. Xin cảm ơn ý kiến phát biểu của đồng chí Nguyễn Tiến Khắc. Kính thưa đại hội, để đảm bảo thời gian, nội dung chương trình đại hội đặt ra, các ý kiến tham luận của các đại biểu đã đăng ký, đoàn chủ tịch đại hội sẽ bố trí tham luận vào thời gian làm việc tiếp theo của đại hội. Phần tham luận xin phép tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn đại hội. Kính thưa các đồng chí đại biểu khách quý, kính thưa đại hội,
Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hồng Phong lần thứ 27 vinh dự được đón các đồng chí đại biểu lãnh đạo huyện ủy và các vị đại biểu khách quý về dự. Chỉ đạo đại hội, đoàn chủ tịch đại hội trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Đình Chanh, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ huyện nên phát biểu ý kiến chỉ đạo đại hội. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa đoàn chủ tịch đại hội, kính thưa các đồng chí đại biểu khách quý, kính thưa các đồng chí đại biểu đại hội, thực hiện chỉ thị số 35 của Chính trị, các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy và Huyện ủy về tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Hôm nay, Đảng bộ xã Hồng Phong long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 27, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của Đảng bộ và nhân dân xã Nhả. Thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy và các đồng chí đại biểu của huyện về dự đại hội, tôi nhiệt liệt chào mừng và gửi tới các đồng chí đại biểu khách quý, các đồng chí đảng viên lão thành, các đồng chí lãnh đạo xã Hồng Phong qua các thời kỳ cùng toàn thể các đồng chí đại biểu đại hội lời chúc mừng nồng nhiệt nhất, chúc các đồng chí và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc đại hội thành công tốt đẹp. Kính thưa đại hội, thưa toàn thể các đồng chí, qua nghe báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ xã khóa 26 trình tại đại hội, các ý kiến tham luận của các đại biểu và qua theo dõi tình hình thực tế của Đảng bộ, có thể nhận thấy nhiệm kỳ qua, trong điều kiện gặp nhiều khó khăn do tình hình thời tiết dịch bệnh diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và đời sống của nhân dân, song Đảng bộ xã Hồng Phong đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động nguồn lực triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 26 đề ra và đã đạt được những kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy, tôi đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những cố gắng, nỗ lực và những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân Hồng Phong đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Kính thưa đại hội, thưa toàn thể các đồng chí, tại đại hội này, một trong những nhiệm vụ quan trọng là bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ xã khóa 27 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 25. Công tác nhân sự là một nội dung rất quan trọng của đại hội. Đối với xã Hồng Phong, trên cơ sở tình hình thực tế của đội ngũ cán bộ và các quy định về tiêu chuẩn cán bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy thống nhất chủ trương điều động luân chuyển cán bộ huyện về tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức danh Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2020-2025. Trong thời gian qua, Ban chấp hành Đảng bộ xã Hồng Phong đã lãnh đạo thực hiện các bước quy trình nhân sự theo đúng quy định, trình tự hướng dẫn của cấp trên, đảm bảo phát huy dân chủ trong Đảng và phát huy vai trò của cán bộ đảng viên trong Đảng bộ trong công tác nhân sự của đại hội. Ban Thường vụ Huyện ủy đã nghe Đảng ủy xã báo cáo phương án nhân sự và cơ bản nhất trí với đề án nhân sự Ban chấp hành Đảng bộ khóa 27 do Ban chấp hành Đảng bộ khóa 26 xây dựng. Theo tinh thần chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, công tác nhân sự cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 phải đáp ứng được yêu cầu đảm bảo chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý, có tính kế thừa và phát triển, gồm những đồng chí có đủ tiêu chuẩn về trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức, có uy tín, có khả năng lãnh đạo, triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Đảng bộ. Thực tế đã khẳng định các địa phương chỉ có thể thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đề ra khi nội bộ đoàn kết thống nhất, có những cán bộ và đội ngũ cán bộ thực sự có trình độ, năng lực, trí tuệ, phẩm chất đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao. Để có cán bộ và đội ngũ cán bộ như vậy, cần có sự quan tâm xây dựng, giáo dục, giúp đỡ của tập thể và sự nỗ lực phấn đấu rèn luyện của bản thân mỗi cán bộ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, sáng suốt, thận trọng và trách nhiệm cao, tôi tin tưởng rằng đại hội sẽ bầu được Ban chấp hành Đảng bộ xã khóa mới và đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 25 đảm bảo đủ số lượng, có chất lượng, đúng cơ cấu, là những đảng viên ưu tú, có đủ đức, đủ tài, tiêu biểu cho trí tuệ, sức mạnh và truyền thống của Đảng bộ và nhân dân xã Hồng Phong. Sau đại hội, Ban chấp hành khóa mới cần phát huy hơn nữa truyền thống đoàn kết, trách nhiệm, quyết tâm đổi mới, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, bắt tay ngay vào việc cụ thể hóa nghị quyết của đại hội. Lãnh đạo xã Hồng Phong tiếp tục phát triển từng bước vững chắc, hoàn thành xuất sắc toàn diện mục tiêu nhiệm vụ đại hội đề ra, xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ và nhân dân đã giao cho. Thưa toàn thể các đồng chí, Đại hội Đảng bộ xã Hồng Phong nhiệm kỳ 2020-2025
sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới của Đảng bộ trong quá trình tiếp tục thực hiện sự nghiệp đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo. Tôi tin tưởng rằng với sự đoàn kết thống nhất, năng động, sáng tạo, Đảng bộ và nhân dân xã Hồng Phong sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 27 đề ra. Xây dựng quê hương Hồng Phong ngày càng giàu đẹp, văn minh và phát triển bền vững. Xin kính chúc các đồng chí đại biểu khách quý cùng toàn thể các đồng chí đại biểu về dự đại hội mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc đại hội thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa đại hội, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hồng Phong lần thứ 27 vui mừng phấn khởi được đón tiếp các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu khách quý đã về dự, chỉ đạo, theo dõi và động viên đại hội. Thay mặt cho các đồng chí lãnh đạo của huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện và các vị đại biểu khách quý, đồng chí Nguyễn Đình Chanh, ủy viên ban thường vụ huyện ủy, phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện đã phát biểu chỉ đạo và chúc mừng đại hội. Đồng chí đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được của Đảng bộ và nhân dân xã Hồng Phong trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ, của chính quyền trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của địa phương và giao nhiệm vụ cho Đảng bộ và nhân dân xã nhà cần thực hiện tốt những mục tiêu phát triển trong những năm tới. Đại hội xin trân trọng cảm ơn và tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí, sẽ tiếp tục thảo luận để đề ra những giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu của đại hội đã đề ra, mong nhận được sự quan tâm nhiều hơn nữa của đồng chí và các vị đại biểu khách quý đối với phong trào của Đảng bộ và nhân dân xã Hồng Phong trong những năm tiếp theo. Trân trọng kính chúc đồng chí và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa đại hội, tiếp theo nội dung chương trình của đại hội sẽ chuyển sang nội dung bầu cử Ban chấp hành Đảng bộ khóa mới. Đây là một nội dung hết sức quan trọng của đại hội. Thay mặt đoàn chủ tịch đại hội, tôi xin trình đề án nhân sự do Ban chấp hành Đảng bộ xã khóa 26 trình đại hội lần thứ 27. Căn cứ vào kế hoạch số 134 ngày 18 tháng 9 năm 2019, hướng dẫn số 08 ngày 25 tháng 12 năm 2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy Ninh Giang về công tác nhân sự cấp ủy tại Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025. Ban chấp hành Đảng bộ xã khóa 26 xây dựng đề án nhân sự Ban chấp hành khóa 27 và tổ chức hội nghị triển khai thực hiện. Đoàn Chủ tịch xin báo cáo trước đại hội những nội dung chủ yếu sau đây. Một lớn về yêu cầu tiêu chuẩn số lượng cơ cấu độ tuổi của Ban chấp hành khóa 27 nhiệm kỳ 2020-2025. Một nhỏ về yêu cầu xây dựng Ban chấp hành. Ban chấp hành Đảng bộ mới phải là một tập thể lãnh đạo vững vàng về chính trị, có trí tuệ, tư duy đổi mới, sáng tạo, có ý chí chiến đấu cao, có uy tín, đủ năng lực lãnh đạo trong giai đoạn phát triển mới. Ban chấp hành Đảng bộ phải là tiêu biểu cho sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, quy tụ đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ 27 đã đề ra. Hai nhỏ về tiêu chuẩn ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ khóa 27. Việc lựa chọn giới thiệu nhân sự cấp ủy khóa mới được thực hiện theo nghị quyết số 26 của Ban chấp hành Trung ương Đảng và tiêu chuẩn cán bộ được nêu trong quy định số 89, quy định số 90 của Bộ Chính trị khóa 12, quy định số 854 ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương, quy định số 551 ngày 19 tháng 7 năm 2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy Ninh Giang, quy định về tiêu chuẩn chức danh cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý và các quy định của các cấp có thẩm quyền quy định về công tác cán bộ. Ba nhỏ về cơ cấu số lượng độ tuổi Ban chấp hành khóa 27. Về số lượng, Ban chấp hành Đảng bộ xã khóa 26 đã thảo luận thống nhất trình đại hội số lượng Ban chấp hành Đảng bộ xã khóa 27 là 13 đồng chí, nhưng tại đại hội này chúng ta chỉ bầu lấy 12 đồng chí, khuyết một cơ cấu bí thư đảng ủy do Ban Thường vụ Huyện ủy sẽ điều động về sau đại hội. Về cơ cấu độ tuổi,
Về lĩnh vực công tác thì khối đảng gồm 3 đồng chí: đồng chí Bí thư, Phó Bí thư thường trực kiêm Chủ tịch Hội đồng nhân dân và đồng chí Văn phòng cấp ủy, chiếm tỷ lệ 23,07%. Khối chính quyền 6 đồng chí gồm Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng Công an, Chỉ huy trưởng quân sự và một công chức Ủy ban dân xã, chiếm tỷ lệ 46,1%. Khối đoàn thể 4 đồng chí gồm Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Phụ nữ và đồng chí Chủ tịch Hội nông dân, tỷ lệ bằng 30,76%. Về cán bộ nữ từ 15% trở lên, về độ tuổi dưới 30 năm tuổi là 10% trở lên, từ 3 năm đến 45 là 40-50%, còn lại là trên 45 tuổi. Hai lớn, về quy trình giới thiệu nhân sự tham gia ban chấp hành khóa 27, thực hiện hướng dẫn số 08 ngày 25 tháng 12 năm 2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy Ninh Giang hướng dẫn về công tác nhân sự cấp ủy tại Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, trên cơ sở quy trình các bước giới thiệu tại các hội nghị và các hội nghị của các chi bộ trong toàn Đảng bộ, Ban chấp hành Đảng bộ xã đã chuẩn bị được danh sách nhân sự ban chấp hành khóa 27 với tổng số 14 đồng chí để đại hội lựa chọn bầu lấy 12 đồng chí, nhiều hơn số lượng cần bầu là 2 đồng chí, có số dư là 16,66%. Căn cứ vào kết quả biểu quyết giới thiệu nhân sự ở bước 5, Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ xã khóa 26 ngày 19 tháng 5 năm 2020, Đảng ủy đã trình Ban Thường vụ Huyện ủy phê duyệt. Ngày 22 tháng 5 năm 2020, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành thông báo số 1296, thông báo nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện ủy về phê duyệt phương án nhân sự Đại hội Đảng bộ xã Hồng Phong. Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Ninh Giang nhất trí phương án nhân sự do Ban chấp hành Đảng bộ xã khóa 26 trình, gồm Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và nhân sự giới thiệu ứng cử các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025 do Ban chấp hành khóa 26 trình. Trong đó, về số lượng cấp ủy viên đương nhiệm được giới thiệu tái cử cấp ủy khóa mới là 6 đồng chí, chiếm tỷ lệ là 42,85%. Nhân sự được giới thiệu tham gia cấp ủy lần đầu là 8 đồng chí, bằng 57,15%. Về cán bộ nữ thì có 3, bằng 21,42%, tuổi trẻ 30 năm là 6, bằng 42,86%, từ 3 năm đến 40 năm là 2 đồng chí, bằng 14,28%, và trên 45 tuổi là 6 đồng chí, bằng 42,28%. Trên đây là đề án nhân sự Ban chấp hành Đảng bộ xã khóa 27, nhiệm kỳ 2020-2025 do Ban chấp hành Đảng bộ khóa 26 chuẩn bị trình Đại hội Đảng bộ lần thứ 27. Với truyền thống đoàn kết của Đảng bộ, đề nghị các đồng chí đảng viên dự đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, công tâm, khách quan, phát huy dân chủ, sáng suốt lựa chọn, bầu những đồng chí tiêu biểu vào Ban chấp hành khóa 27 xứng đáng với sự mong đợi của Đảng bộ và nhân dân trong xã. Kính thưa đại hội, sau đây đại hội sẽ tiến hành bầu cử Ban chấp hành khóa 27. Một là biểu quyết về số lượng và cơ cấu Ban chấp hành. Theo quy chế bầu cử trong Đảng, đại hội quyết định số lượng Ban chấp hành khóa mới trước khi tiến hành bầu cử. Căn cứ chỉ thị số 35 ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ Chính trị, kế hoạch số 162 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hướng dẫn số 03 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy và chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban chấp hành Đảng bộ xã khóa 26 đã thống nhất trình đại hội đề án nhân sự Ban chấp hành khóa 27 với số lượng là 13 đồng chí ủy viên, cơ cấu gồm khối đảng 3 đồng chí, khối chính quyền là 6 đồng chí, khối đoàn thể 4 đồng chí. Đoàn Chủ tịch Đại hội xin ý kiến của Đại hội xem xét quyết định về số lượng và cơ cấu. Đại biểu nào nhất trí số lượng Ban chấp hành Đảng bộ xã khóa 27
nhiệm kỳ 2020-2025 là 13 đồng chí với những cơ cấu đã nêu trên. Xin cho biểu quyết. Vâng, xin cảm ơn đại hội. Có đại biểu nào có ý kiến khác? Không có. Như vậy, đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% số lượng ban chấp hành đảng bộ khóa 27 là 13 đồng chí, cơ cấu khối đảng là 3 đồng chí, khối chính quyền 6 đồng chí, khối đoàn thể là 4 đồng chí. Về phần thứ hai là ứng cử và đề cử. Thưa đại hội, căn cứ vào điều 19 quy chế bầu cử trong đảng ban hành kèm theo quyết định số 244 ngày 9 tháng 6 năm 2014 của Ban chấp hành Trung ương, đoàn chủ tịch đại hội đề cử danh sách nhân sự do cấp ủy, cấp triệu tập đại hội chuẩn bị. Thay mặt đoàn chủ tịch đại hội, tôi xin trình đại hội danh sách nhân sự Ban chấp hành Đảng bộ khóa 27 do Ban chấp hành Đảng bộ khóa 26 chuẩn bị, gồm 14 đồng chí có tên sau đây. Một là đồng chí Nguyễn Văn Chanh, sinh tháng 5 năm 1971, trình độ chuyên môn đại học, lý luận chính trị trung cấp, chức vụ đơn vị công tác hiện nay Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã. Hai, đồng chí Lê Quang Chi, sinh tháng 12 năm 1963, trình độ chuyên môn đại học, lý luận chính trị trung cấp, chức vụ hiện nay Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã. Ba, đồng chí Đặng Huy Hiến, sinh tháng 7 năm 1972, trình độ chuyên môn đại học, lý luận chính trị trung cấp, chức vụ công chức văn phòng Ủy ban nhân dân xã. 4. Đồng chí Đào Anh Tuấn, sinh tháng 7 năm 1968, trình độ chuyên môn đại học, lý luận chính trị trung cấp, công chức tư pháp hộ tịch. 5. Đồng chí Nguyễn Văn Quyên, sinh tháng 1 năm 1969, trình độ chuyên môn đại học, lý luận chính trị trung cấp, chức vụ văn phòng Đảng ủy, nội vụ. 6. Đồng chí Lê Đình Vũ, sinh tháng 6 năm 1988, trình độ chuyên môn đại học, lý luận chính trị trung cấp, chức vụ hiện nay trưởng công an xã. 7. Đồng chí Vũ Đình Nguyên, sinh tháng 11 năm 1990, trình độ chuyên môn trung cấp, lý luận chính trị trung cấp, chức vụ hiện nay chỉ huy trưởng quân sự xã. 8. Đồng chí Nguyễn Thị Thương, sinh tháng 10 năm 1981, trình độ chuyên môn đại học, lý luận chính trị trung cấp, chức vụ chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã. 9. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Mai, sinh tháng 3 năm 1993, trình độ chuyên môn đại học, lý luận chính trị sơ cấp, chức vụ bí thư Đoàn Thanh niên xã. 10. Đồng chí Đinh Thị Chi, sinh tháng 9 năm 1985, trình độ chuyên môn đại học, lý luận sơ cấp, chức vụ chủ tịch Hội Phụ nữ xã. 11. Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, sinh tháng 10 năm 1986, trình độ chuyên môn đại học, lý luận chính trị trung cấp, chức vụ chủ tịch Hội nông dân xã. 12. Đồng chí Nguyễn Văn Không, sinh tháng 5 năm 1972, trình độ chuyên môn đại học, lý luận chính trị trung cấp, chức vụ công chức văn hóa xã hội, phụ trách văn hóa thể thao. 13. Đồng chí Tăng Văn Mười, sinh tháng 8 năm 1986, trình độ chuyên môn đại học, lý luận chính trị trung cấp, chức vụ là công an viên thường trực, trưởng ban thú y xã. 14. Đồng chí Phạm Văn Đăng, sinh tháng 1 năm 1994, trình độ chuyên môn hiện đang học Đại học Luật, lý luận chính trị trung cấp, chức vụ công tác hiện nay là Phó Chỉ huy trưởng quân sự, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên xã. Như vậy, về số lượng ứng cử viên trong danh sách bầu cấp ủy khóa 27 do Ban chấp hành Đảng bộ xã khóa 26 đề cử là 14 đồng chí. Đại hội chúng ta sẽ lựa chọn để bầu 12 đồng chí, có số dư là 12,16,66%. Theo quy định số dư thì trong danh sách do cấp ủy cấp triệu tập chuẩn bị có số dư từ 10 đến 15% và đại hội sẽ quyết định nhưng tối đa không quá 30% theo quy chế. Sau đây thì xin kính mời đại hội sẽ tiếp tục thực hiện phần ứng cử đề cử nhân sự tham gia Ban chấp hành Đảng bộ khóa 27. Đoàn chủ tịch
xin ý kiến của đại hội là có đồng chí nào ứng cử vào danh sách để bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ khóa 27, xin cho ý kiến ạ. Có đồng chí nào xin ứng cử không ạ? Chắc không có. Vâng, xin cảm ơn đại hội. Cho đến thời điểm tổ chức đại hội thì chúng tôi cũng không nhận được đơn ứng cử của đồng chí nào. Tại đại hội thì chúng ta cũng không có đồng chí nào ứng cử. Sau đây, đại hội sẽ chuyển sang phần đề cử. Xin đề nghị đại hội có đồng chí nào đề cử nhân sự để bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ khóa 27, nhiệm kỳ 2020-2025. Ngoài danh sách đề cử do Ban chấp hành khóa 26 đề cử. Không có đại biểu nào. Và xin được cảm ơn đại hội. Vậy đoàn chủ tịch đại hội xin được tổng hợp danh sách ứng cử, đề cử của đại hội để đại hội chúng ta biểu quyết. Trước hết là về danh sách thì do đoàn chủ tịch đại hội đã trình là danh sách đề cử do Ban chấp hành Đảng bộ khóa 26 trình gồm 14 đồng chí. Chúng tôi xin đọc lại theo vần ABC để đại hội chúng ta nắm được rõ hơn. Một là đồng chí Đinh Thị Chi. Hai, đồng chí Lê Quang Chi. Ba, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường. Bốn, đồng chí Phạm Văn Đăng. Năm, đồng chí Đặng Huy Hiến. Sáu, đồng chí Nguyễn Văn Không. Bảy, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Mai. Tám, đồng chí Tăng Văn Mười. Chín, đồng chí Vũ Đình Nguyên. Mười, đồng chí Nguyễn Văn Quyên. 11, đồng chí Nguyễn Thị Thương. 12, đồng chí Nguyễn Văn Chanh. 13, đồng chí Đào Anh Tuấn. Và 14, đồng chí Lê Đình Vũ. Danh sách do cấp ủy khóa 26 trình. Xin ý kiến của đại hội, đồng chí nào nhất trí 14 đồng chí có tên nêu trên vào danh sách đề cử để bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ khóa 27, nhiệm kỳ 2020-2025 thì cho biểu quyết. Vâng. Xin cảm ơn đại hội. Có đại biểu nào có ý kiến khác không? Không có. Như vậy, đại hội đã nhất trí 100% danh sách nhân sự bầu cử Ban chấp hành Đảng bộ khóa 27, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 14 đồng chí có tên sau đây. Tôi xin đọc theo vần ABC. Một, đồng chí Đinh Thị Chi. Hai, đồng chí Lê Quang Chi. Ba, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường. 4, đồng chí Phạm Văn Đăng. 5, đồng chí Đặng Huy Hiến. 6, đồng chí Nguyễn Văn Không. 7, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Mai. 8, đồng chí Tăng Văn Mười. 9, đồng chí Vũ Đình Nguyên. 10, đồng chí Nguyễn Văn Quyên. 11, đồng chí Nguyễn Thị Thương. 12, đồng chí Nguyễn Văn Chanh. 13, đồng chí Đào Anh Tuấn. Và 14 là đồng chí Lê Đình Vũ. Kính thưa đại hội, để giúp việc cho đại hội trong phần bầu cử Ban chấp hành khóa mới, đại hội sẽ tiến hành bầu ban kiểm phiếu. Về số lượng ban kiểm phiếu, đoàn chủ tịch dự kiến là 11 đồng chí. Xin ý kiến của đại hội về số lượng. Đồng chí nào nhất trí số lượng ban kiểm phiếu là 11 đồng chí, xin cho biểu quyết. Vâng, xin cảm ơn đại hội. Có đại biểu nào có ý kiến khác không? Không có. Như vậy, đại hội đã biểu quyết 100% đồng ý với số lượng ban kiểm phiếu là 11 đồng chí. Về nhân sự ban kiểm phiếu, đoàn chủ tịch dự kiến nhân sự ban kiểm phiếu gồm các đồng chí sau đây để đại hội xem xét quyết định. Một, đồng chí Phạm Hồng Khoát, đại biểu chi bộ 1 thôn Bồ Dương, trưởng ban. Hai, đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, đại biểu chi bộ trường mầm non, thư ký. Ba, đồng chí Đặng Văn Vang, đại biểu chi bộ 1 thôn Bồ Dương, ủy viên. Bốn, đồng chí Vũ Tân Đông, đại biểu chi bộ 2 thôn Đồng Hội, ủy viên. Năm, đồng chí Vũ Thị Lan, đại biểu chi bộ 2 thôn Đồng Hội, ủy viên. Sáu, đồng chí Nguyễn Bá Thập, đại biểu chi bộ 3 thôn Động Trạch, ủy viên. Bảy, đồng chí Nguyễn Đình Huyên, đại biểu chi bộ 4 thôn Quang Dực, ủy viên. Tám, đồng chí Nguyễn Thị Lan, đại biểu chi bộ 1 thôn Bồ Dương, ủy viên. Chín, đồng chí Nguyễn Tiến Thích, đại biểu chi bộ thôn Quang Dực, ủy viên. 10, đồng chí Nguyễn Văn Ánh, đại biểu chi bộ 7 trường tiểu học, ủy viên. 11 là đồng chí Đào Văn Kiên, đại biểu chi bộ 8 trường trung học cơ sở, ủy viên.
Xin ý kiến của đại hội cho biểu quyết một lần 11 đồng chí vào ban kiểm phiếu. Đại biểu nào nhất trí xin cho biểu quyết. Xin cảm ơn đại hội. Có ý kiến nào khác không ạ? Không có. Như vậy, đại hội đã biểu quyết 100% đồng ý ban kiểm phiếu của đại hội gồm 11 đồng chí có tên trong danh sách nêu trên. Xin được trân trọng cảm ơn đại hội. Và sau đây thì đoàn chủ tịch đại hội xin được điểm danh đại biểu đại hội, đề nghị các đồng chí bí thư chi bộ báo cáo số đại biểu có mặt tại đại hội. Xin báo cáo về đại hội, đến tại thời điểm này là tổng số đại biểu ban chấp hành đảng bộ khóa 26 triệu tập là 199 đại biểu, và qua đến ngày hôm nay là buổi làm việc thứ hai thì có một đại biểu là đồng chí Nguyễn Thị Tràng, thôn Động Trạch, lý do ốm không tham gia được đại hội. Chi bộ có đại biểu dự khuyết nhưng mà cũng vì những lý do khách quan cho nên cả đại biểu dự khuyết cũng không tham dự đại hội được. Như vậy thì tại đại hội này thì chúng ta sẽ có 188 trên tổng số là 199 đại biểu được triệu tập có mặt, và chính xác chúng ta chốt đại biểu là có một đại biểu vắng mặt suốt thời gian đại hội. Như vậy sau này kết quả tính bầu cử ban chấp hành, bầu cử đoàn đại biểu đi dự đại hội của huyện sẽ được tính chia trên tổng số 198. Xin được trân trọng cảm ơn đại hội. Và sau đây thì đoàn chủ tịch xin trân trọng kính mời ban kiểm phiếu lên thực hiện nhiệm vụ. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa đoàn chủ tịch đại hội, kính thưa các đồng chí đại biểu khách quý, kính thưa đại hội, để công việc bầu cử đạt kết quả tốt, trước khi phát phiếu bầu cử, thay mặt ban kiểm phiếu, tôi xin lưu ý một số điểm trong quá trình bầu cử ban chấp hành đảng bộ xã Hồng Phong lần thứ 27, nhiệm kỳ 2020-2025 tại đại hội như sau. Một, lớn về phiếu bầu cử. Trên phiếu bầu cử đã in sẵn danh sách bầu cử gồm 14 đồng chí, sắp xếp thứ tự tên người theo vần ABC. Tại phía trên bên trái của phiếu bầu cử có đóng dấu của cấp ủy. Người bầu cử nếu không bầu ai trong danh sách bầu thì gạch giữa cả chữ họ và tên của người mà mình không bầu. Đại hội đã biểu quyết số lượng ban chấp hành đảng bộ xã lần thứ 27 là 13 đồng chí. Nhưng tại đại hội lần này chúng ta chỉ lựa chọn bầu 12 đồng chí và khuyết một đồng chí như đoàn chủ tịch đã báo cáo. Danh sách bầu cử có 14 đồng chí, như vậy khi bầu cử đại biểu phải gạch tối thiểu là 2 đồng chí. Hai lớn là phiếu hợp lệ và phiếu không hợp lệ. Một nhỏ về phiếu hợp lệ là phiếu do ban kiểm phiếu phát ra, phiếu bầu đủ hoặc thiếu số lượng cần bầu. Hai nhỏ phiếu không hợp lệ là phiếu không do ban kiểm phiếu phát ra, phiếu bầu cử nhiều hơn số lượng quy định, phiếu không bầu cho ai trong danh sách bầu cử, phiếu bầu người ngoài danh sách bầu cử, phiếu có đánh dấu hoặc dùng nhiều loại mực, phiếu ghi tên hoặc viết thêm. Ba lớn được quy định bỏ phiếu. Trong khi nhận phiếu, viết phiếu và bỏ phiếu, các đại biểu phải giữ trật tự, thận trọng trong việc lựa chọn người cần bầu, tự mình viết phiếu và bỏ phiếu, không được viết hộ, bỏ hộ. Đại biểu nào viết hỏng thì gặp ban kiểm phiếu để đổi phiếu khác. Trên đây là một số điểm cần lưu ý khi tiến hành bầu cử. Đề nghị các đại biểu nêu cao ý thức trách nhiệm, lựa chọn bầu những đồng chí có đủ tiêu chuẩn tham gia ban chấp hành đảng bộ khóa 27. Hòm phiếu đã được để ở trên bàn phía trên hội trường, không có bất cứ tài liệu nào bên trong. Sau đây xin mời các đồng chí trong ban kiểm phiếu phát phiếu cho các đại biểu tham dự đại hội. Đề nghị ban bầu cử, ban kiểm phiếu, các đồng chí làm nên làm nhiệm vụ. Tôi xin thông báo tiếp thêm một cái quy định về bỏ phiếu. Về trình tự bỏ phiếu, đoàn chủ tịch, đoàn thư ký bỏ phiếu trước, sau đó là các đại biểu nên bỏ phiếu theo thứ tự.
Kính thưa đoàn chủ tịch, kính thưa các đồng chí đại biểu khách quý, kính thưa đại hội, thay mặt đoàn chủ tịch, tôi trình bày dự thảo chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 do ban chấp hành đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 chuẩn bị trình đại hội. Thực hiện hướng dẫn số 13 ngày 13/6/2020 của tỉnh ủy và hướng dẫn của ban thường vụ tỉnh ủy về việc xây dựng dự thảo chương trình hành động đại hội đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 căn cứ nghị quyết đảng bộ xã Thanh Phong lần thứ 27 nhiệm kỳ 2020-2025 ban chấp hành đảng bộ xã Thanh Phong nhiệm kỳ 2015-2020 xây dựng chương trình hành động. Kính thưa đại hội, chúng tôi đã thực hiện thay mặt đoàn chủ tịch thông qua dự thảo chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 do ban chấp hành đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020 trình thẩm định và trình đại hội. Xin kính chúc các vị đại biểu khách quý cùng các đồng chí đại biểu tham dự đại hội mạnh khỏe, đạt được tốt thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng giới thiệu đồng chí là Phạm Hiến thay mặt đoàn chủ tịch lên điều hành phòng tham mưu. Xin trân trọng kính mời. Tôi xin trân trọng giới thiệu kính mời đồng chí Nguyễn Văn Điển, bí thư chi bộ, thay mặt cho đoàn đại biểu chi bộ số 2 thôn Đồng Hội lên phát biểu tham luận với nội dung giải pháp thực hiện các tiêu chí xây dựng trung tâm nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa đoàn chủ tịch đại hội, kính thưa toàn thể các vị đại biểu khách quý, kính thưa toàn thể các đồng chí đảng viên tham dự đại hội. Hôm nay đảng bộ xã nhà long trọng tổ chức đại hội đảng bộ xã lần thứ 27 nhiệm kỳ 2020-2025. Được sự cho phép của đoàn chủ tịch, đồng đại hội phát biểu tham luận đại hội. Lời đầu tiên tôi cho phép tôi thay mặt đoàn đại biểu chi bộ số 2 thôn Đồng Hội và nhân danh cá nhân xin gửi tới đoàn chủ tịch đại hội, các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể đồng chí đại biểu đại hội lời chúc sức khỏe, chúc đại hội thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn ý kiến phát biểu của đồng chí Nguyễn Văn Điển, bí thư chi bộ 2. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Nguyễn Văn Quản, giám đốc hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp nên tham luận với nội dung những giải pháp đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa quy vùng sản xuất có tập trung nâng cao chất lượng các khâu dịch vụ góp phần nâng cao giá trị sản xuất thành hiệu quả. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa toàn thể đại hội, kính thưa đồng chí đại biểu khách quý, thưa đồng chí đại biểu đại hội, thưa đại hội, hôm nay đảng bộ xã Thanh Phong tổ chức đại hội đại biểu đảng bộ lần thứ 27 nhiệm kỳ 2020-2025 rất vinh dự cho tôi được sự cho phép của đoàn chủ tịch. Tôi xin tham luận trước đại hội về kết quả lãnh đạo của đảng đối với công tác sản xuất nông nghiệp và giải pháp nhằm thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ lần thứ 27 nhiệm kỳ 2020-2025. Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể đại hội, trước hết tôi hoàn toàn nhất trí báo cáo của đoàn chủ tịch đại hội vừa thông qua. Kính thưa đại hội, nhiệm kỳ 2015-2020 mặc dù phải đối phó với rất nhiều khó khăn thách thức của suy thoái kinh tế, nguồn vốn thị trường, thiên tai dịch bệnh, nhưng với sự nỗ lực quyết tâm lãnh đạo của đảng bộ, sự điều hành của chính quyền, sự vào cuộc của hệ thống chính trị xã hội đến cấp ủy chi bộ, ban công tác thôn, hội đồng quản trị hợp tác xã, đặc biệt là vai trò của nhân dân trong toàn xã nên ngành sản xuất nông nghiệp đã đạt được những kết quả quan trọng trong lĩnh vực hợp tác xã xác định rõ vai trò nhiệm vụ thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015-2020. Xin trân trọng cảm ơn ý kiến phát biểu của đồng chí Nguyễn Văn Quản, giám đốc hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp. Tiếp theo phần tham luận đoàn chủ tịch, xin trân trọng giới thiệu đồng chí Bùi Đình Thái, bí thư chi bộ số 7 trường tiểu học, phát biểu tham luận với nội dung giải pháp xây dựng và giữ vững trường chuẩn quốc gia. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa đoàn chủ tịch đại hội, kính thưa đồng chí đại biểu khách quý,
kính thưa toàn thể các đồng chí đại biểu tham dự đại hội, hôm nay trong khi phấn khởi theo đại biểu đảng bộ xã Hồng Phong lần thứ 27 nhiệm kỳ 2020-2025 được sự nhất trí của đoàn chủ tịch, tôi được phát biểu ý kiến tham luận. Lần đầu tiên kính chúc các đồng chí đại biểu khách quý, các đồng chí đại biểu tham dự đại hội mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc, chúc đại hội thành công tốt đẹp. Kính thưa đại hội, rất phấn khởi sau khi nghe báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ đã lần thứ 26 và rất tin tưởng nhất trí phương hướng và các nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025 định hướng đến năm 2030 của ban chấp hành đảng bộ khóa 26 đã trình bộ. Thay mặt cho các đại biểu ngành giáo dục sân nhà, tôi xin tham luận về vấn đề giải pháp xây dựng giữ vững và nâng cao chất lượng trường đại học quốc gia. Xin trân trọng cảm ơn ý kiến phát biểu của đồng chí Nguyễn Đình Thái. Tiếp theo chương trình tham luận, đoàn chủ tịch xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Nguyễn Thành Chân, bí thư chi bộ số 3 Tổ Chạy lên phát biểu ý kiến tham gia và báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành về công tác lãnh đạo của ban chấp hành đảng bộ đối với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa đoàn chủ tịch đại hội, kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa các vị đại biểu tham dự đại hội, được sự cho phép của đoàn chủ tịch đại hội thay mặt cho đoàn đại biểu chi bộ ba, tôi xin tham gia báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành đảng bộ về công tác lãnh đạo của ban chấp hành đảng bộ đối với Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể chính trị địa phương. Qua nghe báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành đảng bộ xã khóa 26 trình bày trước đại hội, tôi cơ bản đồng tình nhất trí, sau bổ sung thêm một số nội dung cụ thể như sau: cần xác định vai trò Mặt trận Tổ quốc trong thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, cần có kế hoạch cụ thể nâng cao chất lượng mô hình điểm như tuyến đường xanh sạch đẹp gắn với vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, nhằm góp phần cùng đảng bộ chính quyền tiếp tục củng cố nâng cao chất lượng và giữ vững danh hiệu bốn đảng văn hóa. Xin trân trọng cảm ơn ý kiến phát biểu của đồng chí Nguyễn Thành Chân, bí thư chi bộ số 3 Đồng Cảnh. Kính thưa đại hội, để đảm bảo thời gian, nội dung chương trình đại hội, các ý kiến tham luận của các đại biểu đã đăng ký, đoàn chủ tịch đại hội sẽ bố trí tham luận và thời gian làm việc tiếp theo của đại hội. Đại hội tạm dừng phần tham luận tại đây. Tiếp theo chương trình, đoàn chủ tịch xin trân trọng giới thiệu đồng chí Phạm Hồng Phát, trưởng ban kiểm phiếu, nên báo cáo kết quả bầu ban chấp hành đảng bộ khóa 27. Xin kính mời đồng chí. Báo cáo cho đại hội là sau thời gian làm việc, ban kiểm phiếu tôi đã hoàn thành nhiệm vụ và thay mặt ban kiểm phiếu tham gia thông qua kết quả bầu cử. Những đồng chí bên sau đây đã chúc mừng của ban chấp hành đảng bộ xã Hồng Phong khóa 27 nhiệm kỳ 2020-2025 xếp thứ tự theo số phiếu từ cao xuống thấp: một Nguyễn Văn Nguyên 187 phiếu, hai Nguyễn Thị Hương 186 phiếu, ba Nguyễn Văn Cường 184 phiếu, bốn Nguyễn Đặng Duy Hiến 183 phiếu, năm Nguyễn Lê Công Chi 180 phiếu, sáu Nguyễn Lê Đình Vũ 175 phiếu, bảy Nguyễn Đào Anh Tuấn 173 phiếu, tám Nguyễn Văn Chanh 166 phiếu, chín Nguyễn Đình Chi 158 phiếu, mười Nguyễn Đăng Văn Người 157 phiếu, 11 Nguyễn Văn Công 155 phiếu, 12 Nguyễn Quốc Tình Nguyên 112 phiếu. Tin mà này được thành 3 bản và thông qua đại hội từ 11 giờ ngày 28/5/2020. Để bắt đầu chúng ta một tràng pháo tay chúc mừng. Xin hành cảm ơn đầu. Kính thưa đại hội, đại hội vừa nghe tổng kết kiểm phiếu, báo cáo trên bàn kết quả kiểm phiếu có đáng chấp hành đảng bộ khóa 27. Xin ý kiến đại hội, có đồng chí nào có ý kiến gì về kết quả bầu cử ban chấp hành khóa 27 không? Đại hội đồng chí nào có ý kiến gì về kết quả mà ban kiểm phiếu vừa thông qua trên bàn không ạ? Nếu đại hội chúng ta nhất trí xin cho biết. Vâng, xin cảm ơn đại hội. Có đồng chí nào có ý kiến khác không? Như vậy đại hội đã nhất trí thông qua kết quả bầu cử. Xin cảm ơn đại hội. Tiếp theo chương trình, đoàn chủ tịch xin kính mời 12 đồng chí
vừa được đại hội tín nhiệm bầu vào các chức hành đảng bộ khóa 7 lên sân khấu ra mắt đại hội. Xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Thị Thanh, ủy viên ban thường vụ huyện ủy, phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân huyện lên tặng hoa ban chức hành đảng bộ khóa 7. Xin kính mời đồng chí. Xin cảm ơn đồng chí Nguyễn Hoàng Trời, đại biểu của đơn vị không quân lực.
Xin đề nghị có đại biểu nào có ý kiến khác không? Như vậy là đại biểu Nguyễn Xuân Trời, đoàn đại biểu chi bộ 4 khu vực rừng có đề xuất là giới thiệu thêm một đại biểu là đồng chí Lê Đình Vũ, trưởng công an xã. Đại hội chúng ta có ý kiến gì thêm? Như vậy thì nếu đại hội không có ý kiến gì thì chúng tôi xin được báo cáo thế này, là căn cứ vào danh sách đoàn đại biểu do ban chấp hành đảng bộ xã khóa 26 chuẩn bị gồm 8 đại biểu, và tại đại hội thì có một nhân sự được đại biểu đề cử tham gia vào danh sách, thì xin ý kiến của đại hội thì chúng tôi xin phép được nằm vào danh sách và thông qua với đại hội để chúng ta cho ý kiến gồm 9 đại biểu. Xin đề nghị với đại hội, nếu đại hội nhất trí 8-9 đồng chí có tên trong danh sách nêu trên để giới thiệu vào danh sách bầu cử đoàn đại biểu đến dự đại hội đảng bộ huyện Ninh Giang lần thứ 25 thì đại hội chúng ta cho biểu quyết. Chúng tôi xin gặp lại 1 là đồng chí Đinh Minh Chi, 2 là đồng chí Lê Văn Chi, 3 là đồng chí Nguyễn Thành Thuần, 4 là đồng chí Đào Văn Du, 5 là đồng chí Phạm Văn Đăng, 6 là đồng chí Đặng Minh Hiến, 7 là đồng chí Nguyễn Thị Thanh Mai, 8 là đồng chí Nguyễn Văn Quyên và 9 là đồng chí Lê Đình Vũ. Như vậy là tổng số đại biểu triệu tập là 199 và có một đại biểu ở chi bộ 3 không trạch là vắng mặt suốt thời gian đại hội, còn lại 198. Và tại phiên họp hôm nay thì có 197 đại biểu có mặt tại đại hội. Xin phép đại hội để chuẩn bị cho nội dung phiếu bầu, thì sau đây đại hội chúng ta sẽ tiếp tục một nội dung tham luận để chuẩn bị phiếu bầu. Kính thưa các đồng chí đại biểu khách quý, kính thưa đại biểu đại hội, sau đây đại hội tiếp tục phần thảo luận tại đại hội. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Lê Đình Vũ, trưởng công an xã, trao đổi với nội dung một số giải pháp về công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong thời gian tới. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa đoàn chủ tịch đại hội, kính thưa đồng chí đại biểu khách quý, kính thưa đại hội, qua ngày báo cáo chính trị tại đại hội, tôi hoàn toàn đồng tình và nhất trí với nội dung báo cáo chính trị và các văn kiện chỉ đại hội. Đồng thời, tôi xin được phát biểu tham luận, làm rõ và đề xuất thêm một số vấn đề và giải pháp cụ thể về công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của xã trong thời gian tới. Xin trân trọng cảm ơn ý kiến phát biểu và đồng chí Lê Đình Vũ, trưởng công an xã. Tiếp theo chương trình tham luận, đoàn chủ tịch xin trân trọng giới thiệu đồng chí Đào Huy Du, bí thư chi bộ số 4 thôn Quan Lược, nên tham gia phát biểu ý kiến và báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành đảng bộ xã 326 về lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa đoàn chủ tịch đại hội, kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, kính thưa đại hội, trước khi vào phần tham luận, tôi xin gửi tới quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể các đồng chí đảng viên về tham dự đại hội lời kính chúc sức khỏe, chúc đại hội thành công tốt đẹp. Kính thưa đại hội, trước hết tôi hoàn toàn nhất trí với các báo cáo của ban chấp hành đảng bộ khóa 26 do đoàn chủ tịch trình bày và các ý kiến phát biểu của các đại biểu đã phát biểu trước đại hội. Cũng thay mặt cho đoàn đại biểu chi bộ số 4 thôn Quan Lược, tôi xin tham luận và báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành đảng bộ xã khóa 26 nhiệm kỳ 2015-2020 trình đại hội đại biểu đảng bộ xã Hồng Phong lần thứ 27 nhiệm kỳ 2020-2025. Về dự đại hội đại biểu đảng bộ xã Hồng Phong hôm nay, tôi xin có một số ý kiến phát biểu như vậy. Trước khi nhiều lời, xin kính chúc quý vị đại biểu cùng toàn thể đồng chí về tham dự đại hội luôn có sức khỏe, giàu giàu, gia đình hạnh phúc và chúc đại hội thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa đoàn chủ tịch đại hội, kính thưa các vị đại biểu khách quý và thưa đại hội, tiếp theo nội dung đại hội chúng ta sẽ tiến hành phần bầu cử
đoàn đại biểu đi dự đại hội đảng bộ huyện Ninh Giang lần thứ 25. Đoàn chủ tịch đại hội xin được đề nghị với đại hội để tiến hành cho công tác bầu cử, thì đoàn chủ tịch đại hội đề nghị với đại hội là tiếp tục trưng dụng ban kiểm phiếu do đại hội bầu để bầu ban chấp hành đảng bộ khóa 27 gồm 11 đồng chí, để xin ý kiến của đại hội là trưng dụng 11 đồng chí trong ban kiểm phiếu bầu cử ban chấp hành đảng bộ khóa 27, đồng thời là ban kiểm phiếu bầu cử đoàn đại biểu đi dự đại hội đảng bộ huyện lần thứ 25. Xin ý kiến của đại hội. Nếu đại hội nhất trí xin cho biểu quyết. Vâng, xin cảm ơn đại hội. Và sau đây xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Phạm Hồng Phát là trưởng ban kiểm phiếu đã thay mặt cho ban kiểm phiếu tiếp tục lên điều hành. Kính thưa đại hội, vừa qua đại hội
đã được nghe đồng chí đại diện cho ban kiểm phiếu thông qua biên bản bầu cử đoàn đại biểu nhân dân đại hội đảng bộ huyện Ninh Giang lần thứ 25 để xin ý kiến của đại hội. Có đại biểu nào có ý kiến gì về kết quả biên bản kiểm phiếu thì cho ý kiến. Không có. Nếu mà đại biểu không có ý kiến gì thì sau đây đại hội xin nhắc được biểu quyết thông qua biên bản kiểm phiếu. Đại biểu nào nhất trí thông qua biên bản kiểm phiếu bầu đoàn đại biểu nhân dân đại hội đảng bộ huyện Ninh Giang lần thứ 25 nhiệm kỳ 2020-2025 cho biểu quyết. Và xin cảm ơn đại hội. Có ý kiến nào khác không ạ? Không có. Và trên cơ sở kết quả này thì có một đại biểu là đồng chí Nguyễn Thị Hương Lan có tỷ lệ là đạt trên 50% số phiếu. Thì như vậy là cho đại hội chúng ta cho ý kiến, tức là có 7 đại biểu được bầu số phiếu là cao thì sẽ trở thành đại biểu nước. Còn lại thì đồng chí đại biểu Nguyễn Thị Hương Lan là được trên 50% thì đủ điều kiện để trở thành đại biểu thứ nhất. Thì xin ý kiến của đại hội là đại hội chúng ta sẽ quyết định đề nghị với đoàn chủ tịch đề xuất với đại hội. Như vậy là đại hội theo cái điều 20 chúng ta đã bầu được đoàn đại biểu gồm 7 đồng chí là đại biểu chính thức khi dự đại hội đảng bộ huyện lần thứ 25 và 1 đại biểu dự quyết là đồng chí Nguyễn Thị Thành Lan. Chúng ta nếu chúng ta không bổ thêm thì xin cho biểu quyết. Vâng, xin cảm ơn đại hội. Có đại biểu nào có ý kiến khác không? Không có. Ở sau đây thì xin phép đại hội trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Nguyễn Mạnh Cường thay mặt cho đoàn thư ký của đại hội sẽ lên thông qua dự thảo nghị quyết của đại hội. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa đoàn chủ tịch đại hội, kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa đại hội, thay mặt đoàn thư ký đại hội, tôi xin trình bày dự thảo nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ xã Hồng Phong lần thứ 27 nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội đại biểu đảng bộ xã Hồng Phong lần thứ 27 nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức trong thời gian 1,5 ngày, ngày 27 và ngày 28 tháng 5 năm 2020 tại nhà văn hóa trung tâm xã Hồng Phong với sự tham gia của 198 đại biểu dự. Các đại biểu đã thảo luận các báo cáo trình ra đại hội và thống nhất quyết nghị một lớn đại hội tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá tình hình 5 năm thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025 nêu trong báo cáo trình bày tại đại hội. Phần 2.2 các chỉ tiêu chủ yếu: 1. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 12% trên năm, trong đó giá trị sản xuất nông nghiệp và thủy sản bình quân tăng 6% trên năm, giá trị dịch vụ nông nghiệp tăng bình quân 15% trên năm, giá trị tiểu thủ công nghiệp xây dựng tăng bình quân 15% trên năm. 2. Diện tích tiêu trồng hàng năm đạt 595 hectare, giá trị thu được trên 1 hectare đất công nghiệp bao gồm trồng trọt và nuôi trồng thủy sản bình quân đạt trên 200 triệu đồng trên hectare trên năm. 3. Thu nhập bình quân đầu người năm 2025 đạt 75 triệu đồng. 4. Thu chi ngân sách trên địa bàn tăng 10% trên năm so với chỉ tiêu được giao. 5. Phấn đấu đến năm 2025 sẽ đạt nông thôn mới nâng cao, năm 2050 sẽ đạt nông thôn mới kiểu mẫu và được công nhận đạt nông thôn hàng năm. 6. Hàng năm tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi được tiêm chủng đủ các loại vaccine đạt 99%, tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên dưới 1% trên năm, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 95% trở lên, bảo hiểm xã hội phấn đấu đạt 35% trở lên. 7. Trạm y tế và nâng cao chất lượng tiêu chí quốc gia về y tế đến năm 2025 có 100% số hộ dùng nước sạch, nước có vệ sinh. 8. Hàng năm tạo việc làm mới có trên 100 lao động trên năm, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 50%. 9. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều hàng năm giảm 0,2%, không có hộ tái nghèo. 10. Tỷ lệ hộ gia đình văn hóa hàng năm đạt từ 90% trở lên, duy trì các quy định giữ vững danh hiệu bốn làng văn hóa. 11. Tỷ lệ học sinh chuyển cấp từ tiểu học lên trung học cơ sở đạt 100%, học
sinh từ trung học cơ sở và trung học phổ thông các hệ đạt 95% trở lên, trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, trường tiểu học và trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. 12. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân hàng năm. 13. Đến năm 2025 có 100% cán bộ công chức xã có trình độ chuyên môn đại học, 80% có trình độ trung cấp lý luận chính trị. 14. Hàng năm đảng bộ xếp loại và hoàn tất nhiệm vụ trở lên, chính quyền đạt tập thể lao động công nhân 100% cơ quan đảng văn hóa, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội đạt vững mạnh từ cấp huyện trở lên, 100% cán bộ công chức xã hoàn thành nhiệm vụ, 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 100% số chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có chi bộ yếu kém, mỗi năm kết nạp từ 5 đến 6 đảng viên. Phần 23, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm. 34, thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến tham dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội đảng bộ huyện Ninh Giang lần thứ 25 nhiệm kỳ 2020-2025. 45, thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia dự thảo các văn kiện trình đại hội 13 của đảng. 54, thông qua kết quả bầu cử ban chấp hành đảng bộ xã khóa 27 nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 12 đồng chí bầu đoàn đại biểu đại hội xã dự đại hội đại biểu đảng bộ huyện Ninh Giang lần thứ 25 gồm 7 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự quyết. Giao ban chấp hành đảng bộ xã khóa 27 hoàn chỉnh hồ sơ về kết quả bầu cử, báo cáo ban thường vụ huyện ủy quyết định chuẩn bị theo quy định. Giao ban chấp hành đảng bộ xã khóa 27 căn cứ nghị quyết xây dựng các chương trình đề án và có biện pháp lãnh đạo chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện, động viên toàn thể đảng viên cán bộ và các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết của đại hội. Đại hội kêu gọi toàn thể đảng bộ và nhân dân trong xã đoàn kết chặt chẽ, phát huy những truyền thống yêu nước, nêu cao ý thức tự lực tự cường, năng động sáng tạo, phát huy khai thác triệt để hiệu quả những tiềm năng thế mạnh của địa phương, tập trung mọi nguồn lực xây dựng quê hương hồng phong giàu đẹp văn minh. Nghị quyết này được biểu quyết thông qua tại đại hội đại biểu đảng bộ xã Hồng Phong lần thứ 27 ngày 28/5/2020. Kính thưa đại hội, vừa qua tôi đã trình bày xong dự thảo nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ xã Hồng Phong lần thứ 27 nhiệm kỳ 2020-2025. Trước khi đồng thời cho phép tôi gửi tới các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể đại hội lời kính chúc sức khỏe, gia đình hạnh phúc và chúc đại hội thành công tốt đẹp. Kính thưa đoàn chủ tịch đại hội, kính thưa các đồng chí đại biểu khách quý, thưa đại hội, đại hội vừa được nghe đồng chí Nguyễn Thành Cường thay mặt đoàn thư ký đại hội trình bày dự thảo nghị quyết đại hội. Nếu đại hội chúng ta nhất trí thì đại hội cho tổ chức thông qua dự thảo nghị quyết. Và xin cảm ơn đại hội có đại hội đồng ý kiến khác không? Và xin trân trọng cảm ơn đại hội. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Văn Canh thay mặt đoàn chủ tịch lên tiếp đại hội. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa đại hội, sau 1,5 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần đoàn kết, đổi mới, dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm cao, đại hội đại biểu đảng bộ xã Hồng Phong lần thứ 27 nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Đại hội rất vinh dự được đón tiếp đồng chí Nguyễn Thị Tranh, ủy viên ban thường vụ huyện ủy, phó chủ tịch ủy ban dân huyện, đồng chí Nguyễn Xuân An, ủy viên ban thường vụ ủy, trưởng ban dân vận huyện ủy, cùng lãnh đạo các ban xây dựng đảng của huyện ủy, các đại biểu khách quý, sự có mặt của các đồng chí là nguồn cổ vũ động viên lớn lao đối với đại hội. Tại đại hội, đồng chí Nguyễn Đình Tranh, ủy viên ban thường vụ huyện ủy, phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện đã có bài phát biểu quan trọng khẳng định những kết quả trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của đảng bộ trong nhiệm kỳ 2015-2020.
đồng thời đã chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế và có định hướng lãnh đạo Đảng bộ và nhân dân Hồng Phong tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, phấn đấu lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mà Đại hội lần thứ 27 đã đề ra. Ý kiến phát biểu của đồng chí là những gợi mở định hướng quan trọng cho Đảng bộ trong lãnh đạo phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, xây dựng xã Hồng Phong giàu đẹp văn minh trong nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội đã sôi nổi thảo luận và thông qua báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ xã khóa 26, thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ 13 của Đảng và dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ninh Giang lần thứ 25 nhiệm kỳ 2020-2025. Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ và đổi mới, Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ xã khóa 27 nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 12 đồng chí bảo đảm đủ tiêu chuẩn phẩm chất chính trị và năng lực để lãnh đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Hồng Phong lần thứ 27. Đại hội đã lựa chọn bầu ra đại biểu gồm 7 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết đại diện cho 352 đảng viên trong Đảng bộ đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ninh Giang lần thứ 25. Đại hội xin trân trọng cảm ơn đồng chí Nguyễn Đình Chanh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện, đồng chí Nguyễn Xuân An, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, cùng các đồng chí lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, lãnh đạo Phòng Nội vụ huyện, tổ công tác của Huyện ủy, các đồng chí cán bộ chủ chốt của xã qua các thời kỳ, các đồng chí là sĩ quan cao cấp trong quân đội đã nghỉ hưu tại địa phương, các vị đại biểu khách quý đã về dự chỉ đạo động viên đại hội, góp nhiều ý kiến quý báu vào xây dựng văn kiện của đại hội. Đại hội xin trân trọng cảm ơn 198 đại biểu là những gương mặt tiêu biểu đại diện cho 352 đảng viên trong toàn đảng bộ đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức xây dựng để thảo luận, đóng góp ý kiến, tham gia quyết định những nội dung quan trọng, góp phần to lớn vào thành công của đại hội. Đại hội cảm ơn phóng viên Đài Phát thanh Ninh Giang, Đài Truyền hình xã đã đến dự đưa tin tuyên truyền cùng bộ đại hội. Đại hội biểu dương và cảm ơn các đồng chí trong các tiểu ban cùng bộ đại hội, cán bộ chiến sĩ công an, quân sự, cán bộ công chức, nhân viên và bộ phận phục vụ đã làm tốt chức năng được phân công phục vụ chú đáo, an toàn cho đại hội, góp phần quan trọng vào sự thành công của đại hội. Đặc biệt, Đại hội xin ghi nhận công lao, biểu dương và cảm ơn đồng chí Nguyễn Minh Khoa, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Đức Thị, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã cùng 4 đồng chí đảng ủy viên khóa 26 không tiếp tục tái cử khóa 27 và các đồng chí cán bộ chủ chốt của xã qua các thời kỳ, các đồng chí trong ban chấp hành Đảng bộ khóa 26 đã đoàn kết, đồng tâm hiệp lực, tập trung lãnh đạo chỉ đạo để Đảng bộ hoàn thành được chính trị trong nhiệm kỳ vừa qua. Kính thưa đại hội, với những kết quả đạt được, chúng ta có thể báo cáo với toàn thể Đảng bộ và nhân dân trong xã, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hồng Phong lần thứ 27 đã thành công tốt đẹp. Thành công của đại hội là kết quả trong quá trình chuẩn bị nghiêm túc và đầy trách nhiệm diễn ra trong suốt thời gian vừa qua. Đại hội thành công là niềm tin, là nguồn cổ vũ sức mạnh to lớn để cổ vũ Đảng bộ và nhân dân xã tiếp tục duy trì, giữ vững, phát triển các tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới, phấn đấu đến năm 2025 xã nhà đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và năm 2030 đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu và cơ bản đạt tiêu chí đô thị và năm. Trước mắt chúng ta là việc tổ chức quán triệt thực hiện nghiêm túc kỳ với đại hội, biến nghị quyết của đại hội thành thực tiễn sinh động trong cuộc sống. Những mục tiêu nhiệm vụ mà đại hội lần thứ 27 đảng bộ xã thông qua là hết sức nặng nề. Chặng đường trước mắt có nhiều thuận lợi mới, những cơ hội mới, đồng thời cũng đầy khó khăn và thách thức. Đòi hỏi toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong xã đoàn kết một lòng, cùng nhau nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội đã đề ra. Ban chấp hành Đảng bộ xã 327 ý thức sâu sắc rằng chỉ có cố gắng hết sức mình với ý chí tự lực tự cường, đồng tâm hiệp lực, năng động sáng tạo, dám nghĩ dám làm,
và gắn chịu trách nhiệm để vượt qua các khó khăn thử thách, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 27. Trong niềm phấn khởi trước sự thành công của đại hội, thay mặt đoàn chủ tịch đại hội, tôi xin tuyên bố bế mạc đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hồng Phong lần thứ 27, nhiệm kỳ 2020-2025. Xin kính chúc các vị đại biểu khách quý, các vị đại biểu tham dự đại hội mạnh khỏe, hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây xin trân trọng kính mời các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể đại hội đứng dậy làm lễ chào cờ.